Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là mít của mình hôm nay là được 5 tháng rồi. Đây. Đúng là nè, tròn 5 tháng luôn. Hôm nay là mình xịt thuốc cho mít hả các bạn? Các bạn biết sao không? Mít mà được như vậy nè, mình xịt rất là nhiều thuốc. Đây, trên tay mình cầm nè. Rất là nhiều luôn. Nó tới 5 loại thuốc. Trong số đó thì giờ mình sẽ cung cấp cho các bạn biết là một là thuốc diệt sâu bọ nhện, hai là sâu đục thân nè, ba là cung cấp vitamin, là vitamin C rồi này, cho cây nó khỏe, cây mà lá xanh dày đặn dày nè, rồi thuốc này là kéo đọt mít cho nó dài ra các bạn đó. Và một số loại nữa là đó là trị diệt bệnh kháng thư, một số loại vi khuẩn trên mít như nấm hồng nữa các bạn. Khuyên các bạn là nên sử dụng kết hợp nhiều loại như thế này để mà mình phun cho vườn nhà của mình. Mỗi một lần phun như vậy, mình kết hợp nhiều thứ như vậy thì vườn nhà của mình nó rất là tốt mà nó không có bị bệnh. Đây, điển hình như cây mít của mình đây. Nói chung là vườn mít của mình tuy gần 5 tháng không biết có bằng người ta hay không mà nó được như vậy nè. Đọt thì đi rất là dài, dài nha các bạn. Cái đọt nó cả gang tay luôn nè. Lá là bự bự không, lá là lá rất to luôn. Hôm nay mình cho người là đào ốp mô, cái mô mít của mình như thế này nè các bạn. Thì mình trồng với đất ruộng cho nên là mình làm như thế này thì cho nó đỡ tốn cái diện tích là đào mương nhiều. Số lượng cây mình trồng được là nhiều hơn so với mình đào mương. Thì theo các bạn thấy cái mô của mình nó như thế này nè, nó có đủ đất để cho mít nó ăn không các bạn? Kêu người là ốp mô lần lần vô nên cho nó bự ra, nó đủ đất để cho cây nó ăn đủ chất dinh dưỡng. Thì cái mật độ cây là cách nhau 3 mét rưỡi à, tại mình trồng đất ruộng đó các bạn, hạn chế cái việc mà móc mương để cho nó chia mất cái diện tích cây đó. Mình sẽ rảnh như thế đó. Đây, cây đi đọt rất là khỏe luôn các bạn, đọt rất là mập, đọt nào đọt nấy là rất là mập luôn, lá dài lá to luôn, xanh đen đó. Thì bây giờ hôm nay mình cũng chia sẻ một chút nhỏ nhỏ cho các bạn biết vậy đó. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhé.